Một giải pháp thông minh vượt trội, tiết kiệm chi phí, khử hôi hiệu quả, thời gian lưu hương lên tới gấp 3 lần so với các loại nước giặt, bột giặt, nước xả vải thông thường. Tất cả có trong viên giặt tinh dầu 3D này đây. Hãy cùng Phượng thực hiện thao tác giặt một bước vô cùng đơn giản cùng viên giặt tinh dầu 3D này nhé. Chỉ cần cho quần áo vào lồng giặt, chúng ta sẽ bỏ một nửa lượng quần áo vào lồng giặt trước, sau đó cho một viên giặt tinh dầu 3D đã được định lượng sẵn một viên cho 4-7kg quần áo, cho mùi hương tùy thích vào giữa và cho nốt phần quần áo còn lại vào và ấn nút. Việc còn lại là đọc một quyển sách và đợi máy giặt hoàn thành thôi. Sản phẩm được sản xuất và phân phối trực tiếp bởi Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Tập đoàn Thái Bình Dương với công nghệ tinh dầu cô đặc nguyên chất 100% và mang viên tự tiêu công nghệ mới nhất, nên viên giặt khi gặp nước sẽ hòa tan nhanh, tỏa hương thơm ngát, không gây bám dính và vón cục trên áo quần gây cảm giác khó chịu và đặc biệt an toàn cho làn da và cả trẻ nhỏ. Viên giặt thiết kế nhỏ gọn với tinh dầu cô đặc nguyên chất trong từng viên, đủ liều lượng, dễ bảo quản, dễ vận chuyển, đặc biệt tiết kiệm chi phí lên tới 30%. Viên giặt tinh dầu 3D được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ cao và ánh nắng trực tiếp, đặc biệt để xa tầm tay của trẻ em và không được ăn hay uống. Có tới 3 mùi hương để gia đình chúng ta có thể thoải mái lựa chọn. Hương Thái Bình Dương hộp màu xanh, mùi thơm ngọt mát, không quá nồng, phù hợp với nam giới. Hương Đam Mê hộp màu hồng, mùi thơm nước hoa nồng nàn, quyến rũ, phù hợp với phái nữ. Hương Baby hộp màu vàng, mùi thơm ngọt, ấm áp, phù hợp với trẻ em. Hãy để cho viên giặt tinh dầu 3D này trở thành một trợ thủ đắc lực trong công việc chăm sóc gia đình và cá nhân, giúp cho các thành viên trong gia đình trở nên kết nối nhiều hơn, yêu thương nhiều hơn và chia sẻ nhiều hơn các bạn nhé.